Manchester United dưới thời Ten Hag còn tệ hơn thời Solskjaer. Số liệu thống kê đưa ra mới đây cho thấy, Manchester United dưới thời Erik Ten Hag còn tệ hơn thời Ole Gunnar Solskjaer trước kia. Sau thất bại tan nát 0-3 vừa qua của Manchester United trước Man City trong trận derby thành Manchester cuối tuần qua, huấn luyện viên Erik Ten Hag hiện đang phải chịu áp lực ngày càng lớn trong việc xoay chuyển tình thế hoặc có thể phải đối mặt với việc bị sa thải. Cần biết Ten Hag đang bước vào mùa giải thứ hai cùng Manchester United và đã chi 390 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Tờ The Sun mới đây đã đưa ra thống kê để so sánh thành tích của Ten Hag với Ole Gunnar Solskjaer. Người từng ngồi ghế nóng tại Manchester United 3 năm trước khi ông bị thay thế bởi huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick vào tháng 11 năm 2021. Ten Hag đang đối mặt áp lực khủng khiếp. Cho đến nay, Ten Hag đã có 48 trận tại Premier League cùng Manchester United và giành được 90 điểm. Còn với Solskjaer, số điểm mà ông thầy người Na Uy giành được trong 48 trận đấu cuối cùng tại Premier League cùng Manchester United trước khi bị sa thải là 88. Đây là chi tiết cho thấy có rất ít sự khác biệt về mặt điểm số. Về số trận thua, Manchester United dưới thời Ten Hag để thua 14 trận. Trong khi đó con số này với Solskjaer chỉ là 10. Nếu xét tới hiệu số bàn thắng thua, hàng phòng ngự Manchester United dưới thời Ten Hag để thủng lưới 59 bàn. Còn con số đó với Solskjaer là 60. Tuy nhiên, hàng công của Manchester United dưới thời Solskjaer bùng nổ hơn khi ghi 89 bàn thắng so với 69 bàn thắng của Ten Hag. Sự khác biệt lớn khác giữa Manchester United dưới thời Ten Hag và Solskjaer còn nằm ở những pha tắc bóng. Trong khi Manchester United dưới thời Ten Hag đã thực hiện 818 cú tắc bóng. Còn con số tương tự với Solskjaer chỉ là 674.